Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cây rau nhà mình, cái rau sạch nhà mình này, cây rau đay này, tốt ơi là tốt, mình nên mình tưới rau, đấy, rau tốt lắm các bạn ạ, mình trồng đấy mình ăn chứ mình không mua ở ngoài đâu nhé các bạn nhé, rau nhà mình rất là tốt, nên là mình tưới cho rau của nhà mình nhé. Mình tưới trồng bằng hộp xốp đây các bạn ạ, trồng hộp xốp mình trồng ở trên trần nhà mình nhá, cây tốt lắm. Rau sạch đây các bạn ạ. Này ăn rau đay mới có quả mướp nữa, thái vào ăn rất ngon các bạn nhé, nhất là nấu với canh cua nữa thì ngon, rất là tuyệt vời luôn. Cái rau đay này tốt lắm, chăm đều nó rất là tốt, chỉ cần 2-3 thùng xốp là các bạn ăn đủ đấy các bạn. Sâu cũng không có đâu các bạn nhé, mình trồng ở trên trần nhà mình đấy. Vào mùa này cuối vụ rồi mà vẫn tốt ơi là tốt. Rau nhà mình không bón phân đâu, mình cứ nhặt những cái gốc rau xong mình cho xuống dưới gốc của nó là nó có phân xanh là nó lên đấy các bạn ạ, gọi là phân hữu cơ đấy. Lá rất là to, ngọn to này các bạn này, lá này, ngọn của nó đây, ngọn to lắm, đây rất là xanh nhé. Bạn thấy có thích không? Nó nhanh tốt lắm các bạn ạ, cứ tưới đều một ngày 2 lần, buổi sáng với buổi tối, 5-6 hôm mình lại cắt được một lần ăn. Cố gắng trồng mấy cây để lấy rau sạch ăn cho nó đảm bảo sức khỏe các bạn ạ, mùa ngoài chợ nhiều thuốc sâu thuốc bọ đó. Dù nó lên hoa rồi nhưng mình tưới đều nên là nó vẫn tốt như này đây các bạn. Nó có cả quả rồi nhé. Có cả quả rồi nhưng mà vẫn tốt, vẫn xanh lắm. Đấy.
rất là thích luôn, to, lá to, ngọn to. Đấy, các bạn thấy không? Tốt ơi là tốt. Cái bình này tưới thì nó thấm dần dần, nó từ từ và nó tỏa ra, nó thấm dần dần nên là nó không bị trôi hết những cái đất màu đi nước. Các bạn thấy cái rau nhà tớ có thích không? Giới thiệu cây rau nhà mình đến đây là kết thúc nhá. Mình xin chào các bạn nhá.